Tin nóng trong ngày. 8 tỉnh miền Tây kéo dài chỉ thị 16 thêm 7 đến 14 ngày. Số ca nặng và tử vong tăng, thành phố Hồ Chí Minh chạy đua với thời gian lập các trung tâm hồi sức. Sau đây là nội dung chi tiết. Tùy vào tình hình dịch bệnh tại địa phương, các tỉnh miền Tây quyết định giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng thêm 1 đến 2 tuần. Cụ thể như sau. Bạc Liêu trong ngày 31 tháng 7 đã có văn bản quyết định kéo dài thời gian giãn cách xã hội trong toàn tỉnh theo chỉ thị 16 trong 7 ngày từ 0 giờ ngày 2 tháng 8. Trong thời gian giãn cách xã hội, chính quyền tỉnh Bạc Liêu tiếp tục yêu cầu người dân không ra đường từ 18 giờ hôm trước đến 5 giờ hôm sau. Vĩnh Long áp dụng chỉ thị 16 thêm 7 ngày. Sau thời gian này, căn cứ vào tình hình dịch bệnh, địa phương sẽ có những phương án giãn cách phù hợp. Cà Mau hiện đang kiểm soát tốt dịch COVID-19 và quyết định áp dụng chỉ thị 16 thêm 1 tuần từ ngày 2 tháng 8. Đối với An Giang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nói rằng tùy vào tình hình dịch bệnh của địa phương và khu vực, tỉnh có thể áp dụng chỉ thị 16 thêm 1 đến 2 tuần hoặc nhiều hơn nữa. Cũng trong ngày 31 tháng 7, lãnh đạo thành phố Cần Thơ và các tỉnh Long An, Bến Tre, Đồng Tháp cho biết các địa phương này cùng kéo dài chỉ thị 16 thêm 14 ngày, bắt đầu từ 2 tháng 8. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An cho hay, trong 14 ngày tiếp theo, chúng tôi sẽ rà soát và sàng lọc lần 2 để tách hết các F0 ra khỏi cộng đồng. Số ca nặng và tử vong tăng, thành phố Hồ Chí Minh chạy đua với thời gian lập các trung tâm hồi sức. Số ca bệnh nặng và tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh đang tăng nhanh, ngành y tế đang chạy đua với thời gian để nhanh chóng thiết lập và đưa các trung tâm hồi sức COVID-19 vào cứu chữa người bệnh. Hai cơ sở với quy mô 1.000 giường điều trị các ca bệnh nặng, nguy kịch đang gấp rút triển khai tại quận 7 và huyện Bình Chánh. Ngày 31 tháng 7, tại Bệnh viện Dã chiến số 13 Bình Chánh, các công nhân vẫn đang làm việc xuyên ngày đêm để hoàn thành nhiều dãy nhà là nơi tiếp nhận người bệnh. Tổng thiết kế của bệnh viện sẽ có quy mô khoảng 3.500 giường, dự kiến đến ngày 15 tháng 8 sẽ có 1.000 giường được bàn giao để đưa vào sử dụng. Bệnh viện Dã chiến số 13 có lợi thế lớn là mặt bằng thông thoáng có thể cấp khí y tế vào thuận lợi. Khi hoàn thiện, mỗi phòng có thể điều trị cho 30 đến 50 bệnh nhân. Với quy mô 500 giường bệnh, trung tâm hồi sức COVID-19 sẽ có 100 giường được trang máy thở, 100 giường thở oxy liều cao. Một trung tâm hồi sức COVID-19 khác cũng đang được khẩn trương hoàn thiện tại Bệnh viện Dã chiến số 16 trên đường Đào Trí, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, quy mô gần 3.000 giường bệnh. Nơi đây sẽ nâng cấp, thiết lập 500 giường hồi sức tích cực.